Mình ghé Vincom Plaza Mỹ Tho, ở trước có trang trí Giáng sinh, rồi cái cửa chính ở phía trước đó mình sẽ vô bên trong. Hôm khánh thành mình có tới đây, bây giờ trở lại mua ít đồ. Trước có chừng mấy chiếc xe của VinFast. Đây anh có bán giày dép ở đây nữa. Mua một tặng một. Winmart tươi ngon thượng hạng. Vincom Plaza Mỹ Tho, ở tầng trên có rạp chiếu phim, ẩm thực, vui chơi giải trí. Xuống tầng 4 có ẩm thực, vui chơi giải trí. Tầng 3 thời trang, nhà cửa, gia đình, vui chơi giải trí. Tầng 2 thì có tiệm Winmart với thời trang, phòng vệ sinh. Dưới lầu 1 có VinFast, thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm. Và cuối cùng ở dưới tầng hầm là hầm gửi xe. Này đang bán sale mua 1 tặng 2. Mình vô đây để có thể mua một ít đồ ăn cho má. Kẹo thạch, những cái loại kẹo nhỏ nhỏ ăn chơi. Này mấy loại hạt đậu, bí, dừa, rồi đủ thứ loại hết, kẹo. Mì gói 3 miền, nước cốt 2X, mì bò hầm, rau thơm. Mua 3 tặng 1, 5.001 đồng. Hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp. Bye.